và một trong mấy vị nữ trong chùa chăm sóc cho vị thầy, có lẽ giúp sửa soạn quần áo hoặc đại khái vậy. Cô ấy và mẹ cô ấy, cô ấy rất ganh tị bởi vì sư trụ trì rất quý mến tôi. Và có một lần, lúc đó tôi không biết nhiều tiếng Hoa, nhưng tôi biết là họ đang tranh cãi về tôi. Đó là lần đầu tôi nghe sư trụ trì lớn tiếng với sắc mặt rất nghiêm túc. Bình thường, khi ông dạy, ông không mỉm cười nhiều lắm. Nhưng ông ấy chưa bao giờ lớn tiếng như thế. Sau đó, dù sao, tôi cũng rời đi. Nên sau khi ông ấy biết rằng đệ tử của chính ông đến học với tôi, ông ấy gọi tôi vào phòng nhỏ chỗ ông gặp đệ tử, không phải phòng riêng của ông. Ông là một nhà sư rất khổ hạnh, thật sự tu hành. Ông chỉ ngủ trên sàn nhà, tôi cũng vậy. Tôi chỉ có một cái mền và miếng lót gấp thành hình vuông, mền của mấy đệ tử trước kia để lại. Và tôi cũng lấy quần áo của họ để lại mà mặc. Cuộc sống thật đơn giản và vui, và không lo lắng, thật vậy. Khi người khác đã có một căn nhà, có một phòng cho mình không phải trả hóa đơn hay gì cả và có thể lấy quần áo cũ để mặc, tùy ý. Và ngay cả chăn mền cũng không cần mua, có sẵn ở đó rồi, mình giũ nó rồi dùng. Tôi cảm thấy thật tuyệt. Không có cảm giác trách nhiệm, đó là điều tốt nhất. Cảm thấy rất tự do, tự tại, tôi làm việc rất chăm chỉ. Một bữa nọ họ cãi nhau, nên tôi chỉ giả vờ không hiểu nhiều lắm. Tôi hiểu một chút, nhưng không phải toàn bộ. Rồi ông ấy hỏi tôi, gọi tôi vào phòng và hỏi, cô đang dạy người này và người đó phải không? Họ đến để hỏi về giáo lý của cô phải không? Tôi nói vâng. Họ đã đến, họ ép tôi dạy. Ông nói cái đó khác với những gì tôi dạy ở đây, phải không? Ông ấy dạy hít thở và tập trung, có lẽ trên mũi hoặc ngón tay, và đôi mắt mở 1/3, chỉ nhìn thẳng trước mặt quý vị, với đôi mắt mở như vậy, luôn luôn. Tôi ăn gian, tôi nhắm mắt vì nó đau, dĩ nhiên. Ông không kiểm tra ai nhắm ai không. Ông ấy dạy đệ tử của ông thiền và bế quan, và chúng tôi cũng làm giống vậy. Tôi cũng làm giống vậy, không bao giờ nói gì cả, cho tới khi mấy người Mỹ da đen đến và rồi sự việc bị lộ ra. Rồi ông hỏi tôi, sao cô không bao giờ dạy tôi? Tôi ngạc nhiên là ông hỏi vậy. Tôi nói, vì thầy không bao giờ hỏi. Và thế là xong. Đến đó là kết thúc cuộc nói chuyện của chúng tôi. Ông lẽ ra nên hỏi tôi. Tôi chỉ trả lời câu hỏi của ông, nhưng ông không hỏi thêm nữa. Có lẽ ông cảm thấy ngượng hay gì đó. Đối với sự tu hành, quý vị đừng bao giờ nên để ngã chấp của mình xen vào. Quý vị nên luôn luôn háo hức học hỏi thêm. Nếu tôi thật sự tin hoặc biết gì đó tốt hơn pháp Môn Quán Âm này, tôi sẽ tiếp tục. Thật ra, tôi đã tu vài pháp nhưng không pháp nào hữu hiệu như tất cả các kiểu yoga. Tôi đi và thử những thứ khác nhau, chỉ phòng khi lúc mới tu. Nhưng như vậy thôi. Nhưng nếu tôi thật sự biết hoặc tin rằng có một pháp gì đó tốt hơn, tôi sẽ đi học lập tức, ngay cả bây giờ. Nhưng bởi vì tôi đã biết quá rõ rồi, bên trong tôi biết quá rõ rồi, nên tôi không đi đâu cả. Thế thôi. Tôi chỉ cảm thấy rất vui vẻ nếu có thời gian làm việc riêng, không đi đâu hết, không học gì thêm nữa. Như Đức Phật nói, quý vị đã học xong rồi, đã vượt qua việc học rồi. Trong kinh điển, tôi cảm thấy như vậy. Cảm thấy đã vượt qua việc học rồi, hoặc đằng sau việc học. Đại khái như vậy. Thôi ha, đi ăn, đi về nhà. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có chi. Tôi sẽ thử dài. Trời ơi, phải mất một lúc mới chọn ra đôi giày này hợp với váy của tôi, mà rồi nó lại bị hỏng. Để tôi thất vọng thế đó, bởi vì đôi giày này dễ mang, không có dây cài hay gì hết. Chỉ xỏ chân vào là đi thôi. Vậy mà nó cũng làm tôi thất vọng. Xấu hổ giùm ngươi. Ngươi đã được chọn, ngươi nên cảm thấy vui và vinh dự. Thế mà ngươi đã làm gì? Ngươi cười ta, nhìn xem.
Tôi biết tại sao. Đôi giày trông mới vì mấy năm nay tôi không mang nhiều. Họ mua quá nhiều giày. Mỗi người mua những đôi khác nhau. Trông mới nhưng cũ lắm rồi. Hoặc có thể keo dán không chắc. Chúng ta cười nhiều quá nên... Nó cũng có linh hồn. Giày có linh hồn. Đế giày. Cười. Có linh hồn phải không? Người Hoa không hiểu câu đó. Tôi chơi chữ. Cảm ơn rất nhiều. Có lẽ tôi sửa được. Chỉ dán lại. U hú là gì? Glue on. Keo vĩnh viễn. Keo siêu dính. Keo siêu dính. Super glue. Không thể làm được, xin lỗi nha. Phải để trên đây, có lẽ thấy dễ hơn. Với quý vị, còn khó thấy ngón chân của quý vị hơn là tôi nữa, vậy đừng cười tôi. Tôi đang lên cân hay sao đó, ngồi quá lâu và dùng máy tính mỗi ngày, không quen như vậy. Cảm ơn, tốt. Tốt là quý vị đưa tôi giày, cảm ơn quý vị. Ngày càng khá hơn. Đưa tôi mắt kính và rồi đưa tôi dài. Phàn nàn có hiệu quả. Nói sao? Phàn nàn có hiệu quả. Quý vị đã tiến bộ. Công đức vô lượng. Tôi chỉ làm theo cảm giác. Tôi thậm chí không thấy nó đâu. Đó là cái tôi gọi là làm mà không làm. Chỉ dùng cảm giác, được không? Không, đàn ông không hiểu phụ nữ. Xong rồi. Tốt lắm. Rồi, đi ăn đi. Chúc ngon miệng. Cảm ơn sư phụ. Và tu hành tốt. Tu hành tốt. Tôi cảm ơn tất cả quý vị đã giúp thế giới bằng cách giúp truyền hình vô thượng sư, bằng bất cứ cách nào. Vậy tôi sẽ làm gì đây? Tôi có mắt kính mới. Thử xem nào. Tôi thích cả hai. Rất thời trang. Cái nào đẹp hơn? Cái đó, cái thứ nhất ạ. Cái này. Dạ, cái này. Tại sao? Rất thời trang. Rất thời trang. Trông sang trọng. Tốt. Nó là hiệu tốt. Trắng hợp với ngọc trai của ngài ạ. Ngọc trai giả, ngọc trai thuần trai. Cái này không đẹp hả? Nhìn rất ấn tượng mà. Trông cũng đẹp ạ. Không ấn tượng lắm. Lớn hơn mặt của tôi. Cái này đẹp hơn. Đẹp hơn, dạ. Này, anh đúng là biết về đồ sang. It's a good brand. Đây là hiệu tốt. Tôi không muốn nói hiệu gì. Người ta có thể nghĩ tôi được chút tiền hoa hồng từ họ. Hiệu nổi tiếng. Lúc đó đang cần gấp, tôi cần mắt kính gì đó. Và trong phi trường họ không bán những đồ rẻ. Chỉ ở trạm xăng thì có thể tìm được đồ rẻ. Cặp này hơi lớn một chút. Nhưng vậy tốt. Ngày nay rất đúng mod. Họ đeo máy kính lớn. Cái này cho tôi à? Giữ ở đây. Để lần tới tôi đến có thể đeo hoặc có lẽ tôi lấy. Của tôi hết mà. Của tôi. Không phải cho quý vị. Không, không, không được. Tôi quên hiệu đó là gì. Tôi phải coi, có lẽ vậy. Nhưng không cho quý vị biết đâu. Ngày nay, hết bí mật rồi, không còn. Quá nhiều bí mật rồi. Ồ, thảo nào. Quý vị biết mọi điều về đồ sang và đồ tốt. Tôi không biết tới khi mua nó. Giá tiền cho tôi biết nó hẳn phải nổi tiếng. Tôi hỏi hiệu này nổi tiếng không? Dĩ nhiên rồi, sư phụ. Sư phụ nghĩ sao? Hiệu đó, ngài không biết sao? Tôi nói không. Có quá nhiều thương hiệu nổi tiếng ngày nay. Chào quý vị trông đẹp hơn. Khi không thấy mọi người quá gần hoặc quá rõ, họ đều trông đẹp và dễ chịu. Rồi, cảm ơn quý bạn hữu. Thương quý vị, chúng con thương sư phụ. Chúng con thương ngài nhiều hơn. Có chắc không? Dạ chắc. Làm sao quý vị có thể thương tôi hơn là tôi thương? Quá tuyệt từ ngài. Không thể nào. Trái cây đưa cho người mới. Người mới chưa từng có. Một trái. Không sao, không sao.
Trước tiên chỉ một trái chuối. Xin lỗi. Dạ không sao. Liều mạng vì nó. Xa quá. Đây. Chuối thì dễ ném hơn. Chà, thật tuyệt, hay quá. Nhìn kìa. Nên tham gia vào đội bóng. Hãy đưa đi. Còn cái này hãy đưa đi. Đưa đi, cái này. Chỉ có một vài. Ồ, biết gì không? Lần trước mấy nghệ sĩ ở đây. Mitchell, cô ấy giới thiệu bài hát. Ồ, tôi thích bài đó vô cùng. Tôi nghe bài đó rất nhiều lần ở nhà, bất cứ khi nào. Và tôi đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn muốn nghe. Vì chỉ lúc đó tôi mới có thời giờ để nghe. Rất hay. Tôi nghe rất nhiều lần. Và một nam đồng tu cũng ở đó, anh chàng đó. Tôi nghĩ đó là anh. Và tôi hỏi thì đúng thật là anh. Tuyệt. Điều gì khiến anh đến đó và lẫn vào đó? Đây. Tốt lắm. Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta đi. Hát như ăn thuần chay đi. Gì đó. Anh bắt đầu được không? Ăn thuần chay. Đi. Không phải như vậy. Phải thật sự hát cơ. Go vegan, go. Yeah? No meat, no dairy, no. Go vegan, go. No meat, no dairy, no. Thôi, tôi đi đây. Xin sư phụ bảo trọng. Bây giờ tôi đi đây. Thật sự đi đây. Không đùa nữa, tôi đi đây. Dạ. Quý vị phải biết ha. Dạ. Cảm ơn. Có lẽ như vậy an toàn hơn. Tôi lúc khi tôi thiền, tôi được tiết lộ một số việc hoặc có vài thông điệp, thậm chí về sau mới biết khi tôi có thời giờ để kiểm tra. Gặp sau nhé mọi người. Dạ, hẹn gặp lại ngày khi nào có thể thì gặp. Và quý vị vui hưởng đời mình nhé. Thiền, làm người tốt. Rất đơn giản. Tôi nói với cựu phó tổng thống của quốc gia quý vị. Tôi nói, ở đây chúng tôi sống rất đơn giản. Bởi vì bà hỏi tôi chúng ta làm gì. Ở đây chúng tôi sống rất đơn giản. Đời chúng tôi rất đơn giản. Bên trong chúng tôi đạt khai ngộ và trí huệ. Bên ngoài chúng tôi giúp tha nhân. Thế thôi, rất đơn giản. Bên trong biết chính mình, bên ngoài giúp tha nhân. Không phải đơn giản sao? Không chỉ giúp con người thôi, mà cả các chúng sinh khác nữa. Rất đơn giản. Có đơn giản không? Dạ có. Bên trong biết chính mình, bên ngoài giúp tha nhân. Dạ đúng. Đó là điều đơn giản duy nhất để làm. Không phức tạp. Tôi nói rất nhiều, nhưng tóm lại chỉ có thế. Bên trong biết chính mình, bên ngoài giúp đỡ tha nhân. Rất đơn giản. Vì quý vị muốn biết mình nhiều hơn, nên quý vị đến đây. Bởi vì muốn giúp tha nhân, nên quý vị giúp người vô gia cư, nạn nhân thảm họa, và giúp truyền hình vô thượng sư. Cho nên đời sống rất giản dị. Thậm chí tôi cũng không cần dạy nữa. Chỉ thế thôi. Bên trong biết chính mình, bên ngoài giúp tha nhân. Giúp các chúng sinh khác. Chúng sinh khác không chỉ con người, mà cả động vật, côn trùng nữa. Sư phụ từ bi nhất. Chào, nón đẹp. Khí hậu đã thật sự biến đổi. Tôi nghĩ chúng ta thật sự có biến đổi khí hậu. Bởi vì Formosa, hôm nay tôi nhìn vào thời tiết, hoặc có lẽ không phải hôm nay, nhưng tôi nhìn dự báo thời tiết cho truyền hình vô thượng sư vài ngày nay, 27 độ C. Giỡn chơi không chứ? Chúng ta sắp sửa đến Giáng sinh rồi. Lẽ ra phải rất lạnh. 27 độ, độ C hẳn là giỡn chơi. Giờ là mùa đông phải không? Dạ phải. Giáng sinh sắp đến rồi. Dạ phải.
27 độ độ C. Tôi xem dự báo thời tiết ở vài nơi. Trên truyền hình vô thượng sư, 27 độ C tại Đài Bắc nghĩa là cũng khoảng như ở đây. Trời ơi, hẳn là giỡn chơi. 27 độ C như mùa hè còn gì. Nhìn tôi trong bộ quần áo này mà cũng cảm thấy không lạnh. Thật ra tôi cảm thấy nóng. Tôi đi đây, thật sự phải đi rồi. Cảm ơn quý vị. Xe hơi của tôi đây rồi. Nhưng tôi sẽ tới nhà bếp. Tôi sẽ ăn trong nhà bếp. Sẽ ăn với ban làm việc. Chúng ta không ăn với nhau mỗi ngày. Không phải mỗi tôi tưởng hôm nay không ăn được chứ. Bởi vì tôi đã ngủ thiếp đi ở đó. Tưởng sẽ về nhà sớm để nghỉ ngơi thôi. Nhưng cuối cùng ở lâu như vậy và còn phải ăn. Kỳ lạ làm sao. Xin chào sư phụ, kính chào sư phụ. Chào. Sư phụ đẹp quá. Sư phụ mặt ngày càng đẹp hơn. Thiên y SM. Sư phụ đẹp quá. Chúng tôi tự thiết kế đồ này. Kính chào sư phụ. Đây là thiết kế của chính chúng tôi. Có thiên trang mới đó. Dạ. Họ có trưng bày không? Dạ có. Có ai đeo không? Cho tôi xem thử. Linh Đan Trường Sinh ạ. Họ không cho tôi cái nào cả. Tất cả đều dành cho đệ tử. Họ quên bẵng tôi. Kính chào sư phụ. Chà, nhiều hộ pháp quá vậy. Chà, kìa trông thật hoành tráng. Chà, rất ấn tượng. Cảm ơn nha. Cảm ơn rất nhiều. Họ sẽ không để tôi sống trong hang động đó. Ôi chào, họ viết rất nhiều lá thư. Nói cái này, cái kia sẽ xảy ra nếu tôi sống ở đó. Tôi cũng không muốn sống trong đó. Có một hang mới, không phải sống trong hang cũ. Tôi muốn sửa chữa nó để dùng làm nơi kỷ niệm. Nhưng họ nói, không thể sửa được. Dạ, nó đã đổ nát, không dễ sửa. Không ai vào được, nguy hiểm. Bởi vì nó quá cũ, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hello. Chào, kính chào sư phụ. Lâu rồi không gặp. Kính chào sư phụ. Lâu rồi không gặp. Xếp hàng thật là dài. Như thể để xem một minh tinh. Làm tôi cảm thấy quan trọng quá. Sư phụ đẹp quá. Cảm ơn rất nhiều. Sư phụ đẹp quá. Cảm ơn.